Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn so sánh 3 mẫu máy hút bụi cầm tay của hãng Dyson. Chúng ta sẽ có Dyson DC45. Tất cả các máy này đều đầy đủ phụ kiện. Và đây là Dyson V6, phiên bản có lọc HEPA phía sau. Và Dyson V8 là cái máy hút bụi có công suất rất là khỏe. Đầu tiên là chiếc Dyson DC45. Phụ kiện của các cái máy hút bụi này thường sẽ có cái hút bụi con lăn mini. Cái này có động cơ ở trong này. Hút bụi con lăn lớn. Thường hai cái này để hút sàn thảm hoặc là hút đệm hay là hút sofa đều có động cơ ở trong. Đây là gậy thẳng nối dài giúp bạn hút sàn hiệu quả hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có các cái đầu hút khe. Đây là đầu hút khe dùng để hút khe kẽ. Bên cạnh đó là đầu hút kết hợp có thể hút khe ngang hoặc là vừa hút vừa quét. Hai cái này thì được lắp vào trong cái đế. Đây là đế sạc gắn cả sạc pin luôn. Đây là dòng DC45. Nâng cấp của DC45 đó là Dyson V6, đây là phiên bản có lọc bụi HEPA ở phía sau. Phụ kiện thì cũng giống như vậy, có các cái đầu hút và cả đế sạc. Còn đây là phiên bản Dyson V8. Phụ kiện thì hơi khác một chút. Chúng ta có đầu hút con lăn mềm, dùng để hút sàn cứng, con lăn mini. Và đầu hút khe, và đầu hút kết hợp, kèm theo là cái giá treo tường để gắn các phụ kiện. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn cả 3 phiên bản. Gồm có DC45, Dyson V6, phiên bản có lọc HEPA phía sau, và Dyson V8, SV10 đấy ạ. Ba phiên bản này sử dụng động cơ tương ứng là V2, V6 và V8 với công suất tăng dần. Tất cả đều sử dụng công nghệ lốc xoáy độc quyền của Dyson. Và đây là chiếc Dyson DC45, sử dụng động cơ V2. Trọng lượng của DC45 là 2,3 cân, có dung tích thùng rác là 0,3 lít. Đây là thùng rác này, còn phần này để gắn các đầu hút. Cái này có hai tốc độ, là tốc độ thường và tương đương với khoảng 28 mW và tốc độ cao là 65 mW. Đây là mở đồ rác. Cái này các bạn có thể tách ra bằng cách là bấm nút xanh để vệ sinh cái màng lọc HEPA. Để ta bấm nút này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màng lọc ở phía trong. Sau đó có thể đóng lại, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ làm một phép thử, đó là đo tốc độ gió của hai tốc độ với DC45. Đây là đồng hồ đo gió. Tôi sẽ gắn vào cái đầu này và các bạn bật chức năng hút. Đầu tiên ở tốc độ thường, chúng ta thấy đồng hồ chỉ là khoảng 13 mét trên giây. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua tốc độ cao. Bấm nút đằng sau ạ. Và tốc độ cao thì đồng hồ thể hiện là khoảng 17,5 m trên giây. Vậy là với DC45, ở tốc độ thường thì tốc độ hút gió là 13 m trên giây. Còn ở tốc độ cao là 17,5 m trên giây. Tiếp theo chúng ta sẽ đo tốc độ gió của chiếc Dyson V6. Là sử dụng động cơ V6. Có thêm lọc bụi HEPA ở phía trên này và lọc bụi HEPA phía sau. Dung tích hộp bụi cũng lớn hơn là 0,4 lít. Và theo như quảng cáo thì cái tốc độ hút ở tốc độ cao nó sẽ cao hơn DC45. Dyson V6 này thì nó có thêm cái lọc bụi HEPA phía sau để khử mùi và giảm dị ứng. Tất cả các máy hút bụi này đều là hàng nội địa Nhật Bản nhé. Tuy là hàng cũ nhưng các bạn thấy nó còn rất là tốt. Cái này cũng có hai tốc độ này. Và bây giờ chúng ta sẽ đo gió. Dyson V6 có hai phiên bản. Đây là phiên bản có lọc HEPA phía sau. Ở tốc độ thường ta đo được tốc độ gió là 12,7 mét trên giây. Còn đây là tốc độ cao, tốc độ đo được lên tới là 19 mét trên giây, tức là có tốc độ hút mạnh hơn so với cả DC45. Đây là phiên bản có HEPA phía sau của V6. Và ta sẽ thử phiên bản V6 không có lọc HEPA phía sau. Đây là tốc độ thường, vận tốc gió đạt được là 14,5 mét trên giây. Còn tốc độ cao thì lên tới là khoảng 21 mét trên giây, tức là cao hơn so với V6 có lọc HEPA phía sau. Tuy nhiên khả năng khử mùi và hạn chế dị ứng là kém hơn vì không có lọc HEPA. Tiếp theo chúng ta sẽ thử với cả máy Dyson V8. V8 này có đặc điểm là động cơ chạy êm hơn và khỏe hơn, pin cũng to hơn. Thùng rác này cũng to hơn các phiên bản V6. Đây các bạn nhìn ạ, to hơn một chút. Có cả lọc HEPA phía sau. Đây là lọc HEPA phía trước. Lọc HEPA phía sau đây ạ. Có hai tốc độ thường và tốc độ max.
Đây là phần lấy rác ra cũng khác. Rút, các bạn rút mạnh ra là lấy được rác ra. Sau đóng trở lại. Rút mạnh. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử đo tốc độ với cái máy Dyson V8. Xem tốc độ nó đạt được như thế nào. Đây là tốc độ thường này. Chúng ta sẽ dùng cái máy đo gió. Ở chế độ thường thì vận tốc là 12,7 mét trên giây, tương đương với các cái phiên bản V6 và VC45. Và đây là tốc độ cao. Chúng ta đo được vận tốc gió lên tới khoảng 27 mét trên giây, cao hơn hẳn so với cả V6 và VC45. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh các phụ kiện đi kèm của các dòng máy này. Tất cả các máy này đều được tặng kèm cái đầu hút hỗn hợp và đầu hút khe giống nhau. Cái đế sạc cũng tương tự. Nó chỉ khác nhau về cái đầu hút con lăn mini. Đây là phiên bản của DC45 và V6 thì giống nhau. Nó là để hút thảm, hút đệm. Còn ở phiên bản V8 thì đã thiết kế khác hẳn đi rồi. Cũng là hút thảm, hút đệm. Cái này con lăn có thể quay nhé. Nhưng mà cái bàn chải đã thiết kế khác đi để giúp hiệu quả hơn. Còn đây là con lăn to. Đây là của DC45. Cũng là dạng bàn chải để hút thảm, sàn thảm đấy ạ. Còn đây là V6 thì cải tiến hiệu quả hơn với nhiều bàn chải hơn. Còn V8 thì họ lại cho cái con lăn mềm để lau sàn cứng, ví dụ sàn gỗ hoặc là sàn gạch, khác hẳn so với các cái phiên bản kia. Tất nhiên V8 bạn cũng có thể mua cái đầu hút con lăn có bàn chải để hút thảm. Để tìm hiểu kỹ hơn về các mẫu Dyson V6, V8 và DC45, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.